giữa vòng gió thơm. Này chú gà nâu cãi nhau gì thế, này chị vịt bầu chớ gào ầm ĩ. Bà tớ ốm rồi, cánh màn khép dù, hãy yên lặng nào cho bà tớ ngủ. Bàn tay nhỏ nhắn khe phẩy quạt nam, đều đều ngọn gió rung rinh góc bàn. Bà ơi hãy ngủ, có cháu ngồi bên, căn nhà vắng vẻ, khu vườn lặng im. Vườn bưởi hương cao lầm vào tay quạt, cho bà nằm mát giữa vòng gió thơm.